Cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán, trên báo chí và gần đây là mạng xã hội lại nổ ra các cuộc tranh cãi giữa việc nên giữ Tết Nguyên đán hay gộp Tết Tây và Tết Ta là một để tránh lãng phí và tăng năng suất lao động. Cuộc tranh cãi chưa bao giờ ngã ngũ bởi bên nào cũng đưa ra các lý do và dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của họ. Phe ủng hộ ăn Tết Tây đa số là các bạn trẻ, những người học ở nước ngoài, về hay làm việc trong các môi trường đa quốc gia. Trong khi đó, nghe phe ủng hộ ăn Tết Ta hầu hết là người lớn tuổi, lao động xa quê hay giới văn phòng nghệ sĩ. Ví dụ như giáo sư Võ Tổng Xuân từng đưa ra ý kiến ăn Tết Ta theo lịch Tây cách đây nhiều năm gây ra một cuộc tranh luận lớn trên báo chí vào thời điểm đó. Và mới đây là ý kiến gây tranh cãi và thậm chí biến thành một cuộc bút biến trên mạng xã hội của cô nhà văn trẻ về chuyện ăn Tết Tây bỏ Tết Ta. Điều khá ngạc nhiên nhất là giới trẻ Việt Nam rất dễ hùa và adua theo những ngày lễ phương Tây như Valentine, Halloween, Noel. Nhưng với những ngày lễ truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là Tết Nguyên đán, thì họ lại cho rằng nhiều hủ tục, lắm phiền nhiễu, giảm năng suất lao động và tốn kém. Thực ra, những ngày lễ Tết là những cơ hội để thúc đẩy tiêu thụ và phát triển kinh tế. Riêng ngày lễ tình nhân năm 2016, người Mỹ đã tiêu thụ hết 19,7 tỷ USD cho quà tặng của các cặp tình nhân. Với các dịp lễ đoàn viên gia đình như lễ tạ ơn, Giáng sinh và năm mới, con số tiêu thụ gấp khoảng chục lần. Người Mỹ rất khó chịu, nghỉ lễ và những dịp lễ là cơ hội để họ thúc đẩy việc kinh doanh, mua bán. Riêng trong mảng điện ảnh, mỗi năm, Mỹ có khoảng hơn chục dịp nghỉ lễ khác nhau và mỗi dịp nghỉ lễ như Hollywood đều có những bộ phim phù hợp để thu hút khán giả, tăng hiệu suất phòng vé. Việt Nam là một đất nước xuất phát từ nông nghiệp lúa nước, lễ hội cũng khá nhiều và nhiều lễ hội trong số đó biến thành hủ tục cần thiết phải bỏ và loại trừ. Nhưng với Tết Nguyên đán, việc gộp nó vào Tết Tây là một ý kiến phản văn hóa, phản truyền thống và thậm chí là vô cảm nếu xét theo ý nghĩa nhân văn. Trong cơ lốc phát triển kinh tế và chạy theo các giá trị của phương Tây, chúng ta càng ngày càng dễ xem thường và từ bỏ các giá trị văn hóa truyền thống bởi nó cũ kỹ, lạc hậu và quê mùa. Sự cách biệt giàu nghèo và các giá trị văn minh giữa các đô thị lớn và những vùng nông thôn càng ngày càng khác biệt. Những chuyến trở về thăm quê vào mỗi dịp lễ Tết khiến giới trẻ rơi vào sự lạc lõng và thậm chí khó chịu khi bị người ở quê sỗ sàng tra tấn về chuyện công danh địa vị, lương thưởng hay những chuyện riêng tư như chồng con, gia đình. Đấy là chưa kể sự bất tiện về việc đi lại, vệ sinh cá nhân ở nông thôn lắm lúc khiến cuộc trở về như là những chuyến tra tấn về tinh thần. Quê hương là cái nêu để giữ chúng ta ở lại với nơi chốn rau cắt rốn, là tuổi thơ ta lớn lên với bao kỷ niệm, là bố mẹ dạy sự hy sinh cả tuổi xuân của họ để cho chúng ta một ngày hôm nay, là tình làng nghĩa xóm của những người dân nghèo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tết Nguyên đán là dịp để chúng ta trở về đoàn viên với cả gia đình bên mâm cơm chiều 30, ngửi mùi nhang trầm, linh thiêng cúng tổ tiên, ông bà trước giờ khắc giao thừa và hân hoan chào đón năm mới khi thức dậy vào một buổi sáng mùng 1 Tết. Và hơn cả thế, những giá trị và tập tục văn hóa truyền thống của người Việt được gìn giữ và phát huy nhiều nhất trong những ngày Tết cổ truyền. Từ mâm cơm cúng chiều 30, cúng giao thừa mùng 1, từ chuyện sông đất, xuất hành, hái lộc, thăm viếng, chúc Tết, mừng tuổi, hóa vàng và từ việc trang trí, dọn dẹp mâm ngũ quả, cây nêu tranh Tết, cầu đối Tết, trưng hoa, ẩm thực ngày Tết đến các lễ hội, tập tục sinh hoạt Tết, tưng bừng, náo nhiệt. Những giá trị truyền thống đó được cha ông ta gìn giữ từ bao đời và phát huy trong những ngày lễ hội này. Tết là dịp được chúng ta tắm gội cho các tập tục, giá trị văn hóa truyền thống mà người già không cần phải giao giảng hay dạy dỗ cho con cháu, bởi chúng được kế thừa một cách nhuần nhuyễn, bởi chúng đã là bản sắc ăn vào máu của chúng ta. Thử tưởng tượng, những tập tục và giá trị truyền thống từ bao đời nay được áp dụng vào dịp Tết Tây, tin chắc rằng chúng ta sẽ dần dần biến mất, bởi các giá trị văn hóa truyền thống luôn cần một không gian, một giá trị tinh thần cốt lõi để thực hành và vận hành chúng. Phá vỡ không gian tinh thần của chúng là phá vỡ những giá trị văn hóa cơ bản nhất để chúng ta tồn tại. Nhưng hơn cả thế, Tết Nguyên đán là giá trị nhân văn của tình thân gia đình. Những cuộc mưu sinh ở các đô thị lớn khiến hàng triệu người rời bỏ làng quê để ra thành phố mưu sinh và Tết là dịp duy nhất để họ có trở về nhà. Ở Việt Nam cũng có những làng quê chỉ có người già và trẻ em. Vì người lớn đã đổ xô ra các thành phố lớn để kiếm sống,
có một cặp vợ chồng rời bỏ làng quê Quảng Ngãi để vào Sài Gòn sinh sống. 13 năm sống nhờ vỉa hè bằng một quán cóc tạm bợ bên đường, bán nước cam vắt và cà phê, tối về ở phòng trọ tận Bình Tân. Mỗi năm họ chỉ có một dịp duy nhất về thăm con và mẹ già vào dịp Tết. Mãi đến sát Tết, hai vợ chồng mới chất đầy lên xe máy, qua cáp và chở nhau về trong đêm để kịp vào đêm giao thừa. Những ngày Tết là dịp để họ duy nhất để đoàn viên gia đình, chăm sóc mẹ già và dạy dỗ hai đứa con nhỏ. Nỗi lo canh cánh trong lòng suốt cả năm vì không được nhìn thấy con lớn, chỉ được dịu đi vào trong ngày dịp Tết, rồi sau Tết vài ngày lại chật vật chở nhau về quay lại Sài Gòn để kiếm sống. Mỗi cuộc chia tay để ra đi sau dịp Tết với vợ chồng là chị một bữa cơm tràn đầy nước mắt. Giữa vợ chồng chị với hai đứa con, giữa chị và với mẹ già. Vào Sài Gòn rồi mà đêm nào cũng nằm khóc, đằng đằng nghĩ đến 365 ngày bán mặt trên vỉa phố để mong lại được đoàn tụ với con vào năm sau.